Chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta đi tiếp tục bài 42, tiết 46. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. Để chuẩn bị cho bài mới, các em ôn lại kiến thức cũ. Từ một điểm sáng X, hãy nêu và vẽ đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ. Ba tia sáng này, một tia tới qua quang tâm sẽ cho tia ló truyền thẳng. Tia tới song song với trục chính cho tia ló đi qua tiêu điểm sau thấu kính. Tia tới đi qua tiêu điểm trước thấu kính cho tia ló song song với trục chính. Từ đó chúng ta vẽ ba tia sáng. Nếu có một thấu kính hội tụ đặt sát vào mặt trang sách, khi từ từ dịch chuyển thấu kính hội tụ ra xa, kích thước dòng chữ thay đổi như thế nào? Vì sao vậy? Để tìm hiểu sâu hơn, chúng ta vào bài mới Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. Một la mã đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. Một nhỏ thí nghiệm. Mục đích của thí nghiệm là quan sát ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. Chúng ta tiến hành thí nghiệm trong các trường hợp sau đây. Trường hợp 1, nếu vật đặt ở rất xa thấu kính, đây là thấu kính hội tụ. Đây là màn trắng để hứng ảnh, đặt vật ở rất xa thấu kính. Chúng ta di chuyển màn trắng để nhận rõ được ảnh trên màn trắng. Vậy nếu vật đặt ở rất xa thấu kính thì cho ảnh ở trên mặt phẳng vuông góc với trục chính tại tiêu cự, tại tiêu điểm. Trường hợp thứ hai, nếu đặt vật gấp 2 lần tiêu cự, tức là D lớn hơn 2F. D là khoảng cách từ vật đến thấu kính, F là tiêu cự. Nếu đặt vật ở ngoài 2F thì sẽ cho ảnh, chúng ta di chuyển màn ảnh này để nhận rõ được ảnh của vật. Ta thấy ảnh của vật nằm ở gần thấu kính hơn vật. Ảnh này hứng được trên màn trắng là ảnh gì? Hứng được trên màn trắng là ảnh thật. Và ảnh này có chiều ngược với lại chiều của vật và có khoảng cách gần vật, gần thấu kính hơn vật. Trường hợp thứ ba, nếu đặt vật trong khoảng ngoài tiêu cự nhưng trong nhỏ hơn 2 lần tiêu cự, tức là D nhỏ hơn 2F và lớn hơn F. Thì chúng ta di chuyển cái màn trắng này sao cho hứng được ảnh trên màn trắng. Lúc này ta thấy ảnh cũng hứng được trên màn trắng, nghĩa là ảnh thật. Chiều ngược với chiều của vật và có khoảng cách đến thấu kính xa hơn từ vật đến thấu kính. Trường hợp thứ tư, nếu đặt vật vào trong khoảng tiêu cự, tức là D nhỏ hơn F.
chúng ta di chuyển cái màn, dù ra hay vào cũng không nhận được ảnh. Có nghĩa là ảnh này không hứng được trên màn trắng. Ảnh không hứng được trên màn trắng gọi là ảnh ảo. Nếu chúng ta đặt mắt nhìn xuyên qua thấu kính, chúng ta sẽ thấy ảnh trước thấu kính, cùng chiều và lớn hơn vật. Ảnh này gọi là ảnh ảo, vì nó không hứng được trên màn trắng. Vậy nếu vật đặt vật ngò khoảng tiêu cự thì cho ảnh thật ngược chiều với vật. Nếu đặt vật ảnh vẫn thu được trên màn, đó là ảnh thật và ngược chiều với vật. Đặt vật trong khoảng tiêu cự thì ảnh không hứng được trên màn trắng. Đặt mắt trên đường truyền của chùm tia ló, ta thấy ảnh cùng chiều lớn hơn vật, đó là ảo. Các em tự điền vào bảng 1 ở sách giáo khoa như trên hình vẽ. Nếu vật ở rất xa thấu kính thì là ảnh thật ngược chiều nhỏ hơn vật. Nếu vật đặt trong khoảng nhỏ hơn 2F thì ảnh thật ngược chiều và nhỏ hơn vật. Nhưng nếu đặt trong khoảng 2F và lớn hơn F thì ảnh thật ngược chiều và lớn hơn vật. Nếu đặt vào trong khoảng tiêu cự, nghĩa là D nhỏ hơn F, thì ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật. Các em chép bản này vào các em tìm hiểu thêm một số cái thông tin sau. Nếu một điểm sáng nằm ngay trên trục chính ở rất xa thấu kính, cho ảnh tại tiêu điểm của thấu kính. Chùm tia phát ra từ điểm sáng này chiếu tới mặt thấu kính được coi là chùm song song với trục chính của thấu kính. Nếu vật đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, cho ảnh cũng vuông góc với trục chính. Hai là mã cách dừng ảnh. Cách dừng ảnh, chúng ta đi phần một nhỏ dừng ảnh của một điểm sáng X tạo bởi thấu kính hội tụ. Nếu X là điểm sáng đặt trước thấu kính hội tụ, chùm sáng từ X phát ra sau khi khúc xạ qua thấu kính cho chùm ló hội tụ tại X phải là ảnh của X. Chúng ta từ X vẽ các tia sáng đặc biệt, cụ thể để vẽ hai tia sáng đặc biệt, một tia song song với trục chính sau khi qua thấu kính cho tia ló đi qua tiêu điểm sau thấu kính, tia đi qua quang tâm tiếp tục đi thẳng. Hai tia này gặp nhau tại X phải được gọi là ảnh của X qua thấu kính. Chúng ta có thể dựng theo hình sau đây. Tia song song với trục chính cho tia ló đi qua tiêu điểm. Tia đi qua quang tâm tiếp tục đi thẳng. Hai tia này gặp nhau tại một điểm, điểm đó là ảnh của X qua thấu kính. Phần hai nhỏ là dựng ảnh của một vật sáng tạo bởi thấu kính. Trường hợp 1, nếu vật đặt ngoài khoảng tiêu cự, tức là D lớn hơn F, chúng ta dừng ảnh của B phải của B rồi hạ đường vuông góc với trục chính tại B phải là ảnh tạo bởi AB. Nếu là ảnh thật chúng ta vẽ nét liền, nếu là ảnh ảo chúng ta vẽ nét đứt. Tia sáng đi qua quang tâm tiếp tục đi thẳng từ B. Từ B tia sáng song song với trục chính
cho tia ló đi qua tiêu điểm sao Thấu Kính. Hai tia ló này gặp nhau tại bên phải, từ bên phải dựng vuông góc với trục chính, ta có ảnh A phải B phải. Trường hợp 2, đặt vật trong khoảng tiêu cự, vẽ tia song song với trục chính, cho tia ló đi qua tiêu điểm sao Thấu Kính, vẽ đi qua tia đi qua quan tâm, tiếp tục đi thẳng. Hai tia này không gặp nhau ở sau Thấu Kính mà gặp nhau ở trước Thấu Kính, kéo dài. Điểm kéo dài này gặp nhau này là ảnh của B, B phải. Hạ vuông góc với trục chính, ta tìm được A phải. Và A phải, B phải là ảnh ảo cùng chiều và lá hương vật. Qua vận dụng phần này rất quan trọng để chúng ta giải bài tập. Các em chú ý câu C61. Cho vật AB có độ cao 1 cm, OA tức là D bằng 36 cm, OF bằng OF phải tức là F tiêu cự 12 cm. Hãy tìm A phải B phải tức là tìm H phải, và tìm A phải O tức là tìm D phải. Ta có xét hai tam giác này A O A B và O A phải B phải đồng dạng với nhau vì hai góc này đối đỉnh bằng nhau. Hai tam giác này, hai tam giác vuông có hai góc đối đỉnh bằng nhau là hai tam giác đồng dạng. Từ hai tam giác đồng dạng ta có được A phải B phải trên AB bằng A phải O trên AO. Tiếp tục xét cặp tam giác đồng dạng thứ hai, OAF phải và A phải B phải F phải. Hai tam giác này cũng hai tam giác vuông có cặp góc đối đỉnh bằng nhau. Hai tam giác này đồng dạng, ta được hệ thức A phải B phải trên OY bằng A phải F phải trên OF phải. Mà OY bằng AB nên ta suy ra từ 1, 2 và 3 ta suy ra được A phải O trên AO bằng A phải F phải trên O phải F phải. A phải F phải tức là bằng A phải O trừ O F phải. Từ đó ta suy ra được A phải O bằng 18 cm. Thay vào ta tìm được A phải B phải tức là H phải bằng 0,5 cm. Trường hợp thứ hai tức là có chia 62, AB bằng H 1 cm, AO bằng D bằng 8 cm, tiêu cự 12 cm, A phải B phải bằng H là bao nhiêu. Phần này thầy gợi ý các em tự giải. Cũng xét hai cặp tam giác đồng dạng, cặp thứ nhất là A phải B phải O đồng dạng với tam giác ABO, và tam giác OIF phải đồng dạng với tam giác A phải B phải F phải. Dựa vào hai cặp tam giác đồng dạng này, chúng ta cũng suy ra và tính được A phải O bằng 24 cm, A phải B phải bằng 3 cm. Đây là một số hình ảnh ứng dụng của Thấu Kính hội tụ. Các em về xem thêm phần có thể em chưa biết. Về nhà các em học thêm dàn bài tập 43.1 đến 43.4 sách bài tập trong 42 tìm hiểu